Quả thật Đức Chúa là Chúa Thượng, không làm điều gì mà không bày tỏ kế hoạch của Người cho các ngôn sứ, tôi tớ của Người được biết. Sách Ngôn Sứ A-mốt chương 3 câu 7. Trong thời điểm đặc biệt này của lịch sử, Thiên Chúa đã sai đến với chúng ta ngôn sứ cuối cùng của Người. Và lúc 3 giờ sáng ngày 9 tháng 11 năm 2010, cô Maria choàng tỉnh dậy, cô cảm thấy vô trọng lượng và cảm nhận một cảm xúc rung động mạnh trong bụng, rồi dường như lan tỏa xuống chân và từng dây thần kinh và thớ thịt. Cô lập tức bị lôi cuốn về phía ảnh Chúa Giêsu. Gương mặt trong bức ảnh bắt đầu thay đổi. Bức ảnh trở nên sống động. Đầu tiên cô viết xuống thánh ý Chúa là mệnh lệnh cho con. Rồi cô viết xuống những gì cô đã nghe được. Đó là thông điệp đầu tiên trong những thông điệp mà Chúa Giêsu ban cho cô. Trong những thông điệp sau đó, Chúa Giêsu nói cho cô biết cô là ai. Cô là ngôn sứ thời cuối và cô được Thiên Chúa sai đến chứ không phải được chọn lựa. Cô đã được Thiên Chúa sai đến như vị sứ giả thứ bảy để truyền đạt những ấn trong sách Khải Huyền nhằm chuẩn bị nhân loại cho cuộc quang lâm của Chúa Giêsu. Các thông điệp hình thành nên sách sự thật được tiên báo trong sách Ngôn Sứ Daniel về thời cuối, được Thiên Chúa ban nhằm loan truyền sự hoán cải để tất cả con cái Thiên Chúa có thể được cứu khỏi tên phản Kitô, kẻ sẽ sớm xuất hiện trên thế giới. Chúa Giêsu muốn cứu tất cả mọi người nhờ lòng thương xót của Người trong cuộc cảnh báo. Cuộc soi sáng lương tâm, cuộc cảnh báo sẽ sớm diễn ra để cứu nhân loại. Cuộc cảnh báo sẽ diễn ra để chứng minh cho tất cả mọi người biết rằng Thiên Chúa hiện hữu, để đưa mọi người về với Chúa Giêsu, để giảm nhẹ những tác động của tội lỗi và sự dữ nhờ sự hoán cải, để cứu chúng ta trước ngày phán xét bằng cách ban cho chúng ta cơ hội xin ơn tha thứ tội lỗi mà chúng ta đã phạm, như là một tặng ân từ Thiên Chúa Cha dành cho mọi người trên 7 tuổi. Sẽ cảm nghiệm một cuộc gặp gỡ thần bí với Chúa Giêsu trong 15 phút, mãi cho tới khi lời tiên tri về việc từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 được ứng nghiệm, thì người ta mới nghiêm túc đón nhận sách sự thật. Thông điệp kế tiếp đã được đăng tải trên toàn thế giới. Ngày 11 tháng 2 năm 2012, Chúa Giêsu nói rằng: "Đừng sợ hãi, vì các kế hoạch để cứu nhân loại đã hoàn tất, và giờ đây không còn bao lâu nữa trước khi Cha ban lòng thương xót vô biên của Cha cho từng người trong các con." Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 sẽ bị trục xuất ra khỏi tòa thánh tại Roma, một kế hoạch nhằm triệt hạ vị đại diện tòa thánh của Cha được đưa ra trong vòng bí mật vào ngày 17 tháng 3 năm 2011, và điều này sẽ trở thành hiện thực như đã được tiên báo. Chúa Giêsu của các con, trích thông điệp ngày 11 tháng 2 năm 2012. Ngày 11 tháng 2 năm 2013, đúng ngày và giờ của thông điệp trên. Ngày 11 tháng 2 năm 2013, Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đã loan báo việc từ nhiệm của Ngài. Sách sự thật được nhắc đến trong sách Ngôn Sứ Daniel chương 10 câu 21. Câu này nói đến một cuốn sách bí ẩn mang tên Sách Sự Thật, trong đó tiết lộ tất cả những gì liên quan đến tương lai. Ngôn Sứ Daniel được lệnh đóng cuốn sách lại cho đến thời được gọi là thời cuối. Nhiều lời tiên tri đã trở thành sự thật và nhiều điều nữa sẽ được ứng nghiệm, đặc biệt là cuộc cảnh báo. Hãy tham dự buổi hội thảo trực tuyến với chúng tôi trên Zoom. Còn rất nhiều điều nữa Thiên Chúa muốn truyền ban cho chúng ta. Hãy đăng ký bằng đường link bên dưới để tham dự buổi hội thảo ngày 7 tháng 8 năm 2021 lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam.